Vâng, shop lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê bẫy chim. Thì hôm nay em lại xin giới thiệu cho các bác một cái dòng loa phổ thông hợp túi tiền cho anh em chơi văn nghệ cũng như các bác chơi giải trí. Cũng các bác có thể chơi văn nghệ giải trí hay là đi bẫy chim chuyên nghiệp. Thì hôm nay số lượng về rất là nhiều các nhá. Đây là nó rơi vào mấy một thùng đây, khoảng 30 chiếc. Số lượng rất là nhiều để phục vụ cho anh em. Thì cái mẫu loa này thì nói thật với các bác là hợp túi tiền cho anh em chơi. Số lượng thì rất là nhiều để phục vụ cho bác. Thì một đơn vị cửa khẩu nên là hàng về rất nhiều. Nên là giá thành nó cũng phải chăng các bác nhá. Đấy. Nên là các bác nào mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo 3 số điện thoại này của shop để đặt hàng. Đây, shop về đến từ Tân Yên Bắc Giang, ship COD toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán cho nhân viên bưu điện. Đây là 3 số chính của shop, có Zalo nhá. Các bác muốn xem chi tiết hình ảnh thì cứ vào Zalo. Các bác ở miền Nam thì gửi khoảng 5 đến 6 ngày, còn các bác ở miền Bắc thì em gửi khoảng 3 đến 4 ngày là có hàng các bác nhá. Tùy theo các bác ở xa, ở gần thì đơn vị gửi qua ngành bưu điện thì nó cũng có thời điểm rất là nhanh, cũng có thời điểm nó hơi chậm một chút các bác nhá. Phụ kiện thì đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy. Đây, một cái loa như này. Đây là cái vỏ bao bì WS 898 các bác nhá. Viên bản 2019. Đây, để em khám phá cho các bác luôn. Đấy. Một cái túi đeo loa màu dàn di này. Đấy. Và đây thân chính của loa này. Thân chính của loa này. Đấy, em thông báo luôn để các bác cập nhật được. Giá thành thì cũng rất rẻ thôi. Cả thẻ nhớ là 500.000 các bác nhá. Đấy, cả thẻ nhớ 500.000 đồng. Không thẻ thì 430. Đây. Trên đỉnh có hai nút này. Đấy. Vặn nút nào mở được các bác nhá. Thẻ nhớ thì bán riêng. Nếu mà các bác có thẻ rồi thì không cần mua thẻ bên em. Thẻ này thẻ 4G các bác nhá. Đấy, thẻ này thì em đã tải cho bác đầy đủ tiếng chim rồi. Đấy, âm thanh cũng rất là lớn các bác nhá. Đây, đây là một cái mic nói này. Đấy. Một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Trung. Đấy. Và một cái dây đeo này. Một cái sạc này. Đấy, một cái sạc. Hai quả pin này. Đấy. Lắp cho các bác xem luôn. Bên này thì hai quả, một quả thì các bác phải cua, một quả thì lắp vào đây luôn. Cái này thì mẫu này điều khiển này bàn phím màu trắng không nhá. Đấy. Đây, chuyển bài. Đây các bác nếu mà đi xa các bác rút cả năng ten lên các bác nhé. Đấy, đi xa các bác rút cả năng ten lên. Đấy, tạm dừng. Đấy. Nút này thì loa này 2019 này, nó in hẳn sau loa đây các bác nhé. Phiên bản 2019 luôn. Mẫu này thì rất hợp túi tiền cho các bác chơi văn nghệ giải trí. Nên là hợp túi tiền các bác nhé. Đấy, tạm dừng. Nói chung là em tải đầy đủ tiếng chim rồi. Nếu như các bác mua theo thẻ nhớ. Nếu còn các bác mông không có thẻ rồi thì không cần thiết. Nếu mà các bác muốn xin thẻ thì các bác có thể là nhắn tin Zalo. Đấy, hoặc Gmail cho 3 số điện thoại này em sẽ gửi tiếng cho bác miễn phí. Nên anh em yên tâm. Đấy, một cái đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên là rất lấy cái uy tín là hàng đầu. Nên là anh em mua hàng thì alo cho shop để đặt hàng. Cũng rất cảm ơn các bác đã xem video. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.